Chi nhánh xăng dầu Lạng Sơn thuộc công ty xăng dầu Hà Bắc, đơn vị thành viên trực thuộc tập đoàn xăng dầu Việt Nam Petrolimex, với chức năng nhiệm vụ kinh doanh, cung ứng xăng dầu và các sản phẩm hóa dầu phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế xã hội và tiêu dùng của nhân dân trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Với hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật khang trang hiện đại, bao gồm 40 cửa hàng rải đều trên tất cả các huyện, thành phố trong tỉnh. Trong những năm qua, chi nhánh luôn giữ vai trò chủ đạo trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu cũng như các sản phẩm hóa dầu. Đứng đầu trong hệ thống kinh doanh xăng dầu với nhiều sản phẩm hàng hóa đa dạng và nhiều dịch vụ tiện ích. Ngoài phương thức thanh toán tiền mặt truyền thống thì từ tháng 11 năm 2021, phương thức thanh toán không dùng tiền mặt được áp dụng trên mạng lưới cửa hàng xăng dầu Petrolimex toàn quốc nói chung và chi nhánh xăng dầu nói riêng với dịch vụ thanh toán qua thẻ, internet banking, v.v. tạo ra các tiện ích vượt trội, góp phần phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng và đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Dưới đây là phóng sự tài liệu một số những dịch vụ tại cửa hàng trực thuộc chi nhánh xăng dầu Lạng Sơn. Dạ em chào anh ạ. Ừ chào em. Dạ anh đổ xăng gì và anh lấy bao nhiêu tiền ạ? Cho anh 500.000 xăng 95. Em mời anh xác nhận số máy về không giúp em ạ. Ok. Chào bác mua loại xăng gì ạ? À? Chị đổ cho tôi cái loại 92 cái gì đây? Dạ bác mua bao nhiêu tiền ạ? Cứ đổ đây vào ấy, bao nhiêu thì bao nhiêu mà. Em mời bác xác nhận số máy về không giúp em ạ. Yên tâm nhé, thấy rồi nè. Bác ơi, của bác đầy bình rồi đấy ạ. Tốt rồi. Thế chị đổ cho tôi đầy cái can này mới được á. Bác ơi, xe bác đầy bình là đi thoải mái rồi. Thì nhà bác xa lắm hay sao mà lại phải mua can dự trữ ạ? Xa cái gì mà xa. Nhà tôi thì ngay trong cái thạch đạn này thôi. Ngày trước thì đi cái xe đạp cả tàng thì nó không uống xăng. Thế bây giờ cái thằng con trai nó đi làm ở Bắc Ninh ấy, nó bảo mua cho bố cái xe máy này đi cho nó ngầu. Chẳng thấy nó ngầu ở đâu, chỉ thấy nó uống xăng nhiều hơn mình uống rượu đi. Ê bác ơi, bác ra ngoài khu vực rửa xe nghe điện thoại giúp em đấy ạ. Vì ở trong này nghe điện thoại gây mất an toàn cháy nổ, không nghe được đâu ạ. Dạ của anh 500.000 đây ạ. Ok. Dạ anh thanh toán bằng tiền mặt hay thanh toán bằng thẻ ạ? Ở cửa hàng bên em có thanh toán bằng thẻ và quét mã QR code tích điểm đấy ạ. Tiện ích vậy cơ à? Vậy mà mấy cửa hàng gần nhà anh không có cái tiện ích này đâu em ạ. Mà không hiểu vì sao mấy hôm nay mấy cái cây xăng gần nhà anh treo biển hết hàng mà không rõ nguyên nhân đấy. Vâng anh, thời gian gần đây do khan nguồn cho nên là một số cửa hàng trong nước cũng như các cửa hàng của Lạng Sơn mình thiếu hàng. Nhưng mà anh yên tâm, hệ thống Petrolimex bên em lúc nào cũng cung cấp đủ nguồn hàng cho khách anh ạ. Với lại là khi mua hàng bên em ấy sẽ có rất là nhiều tiện ích anh ạ. Thế à? Đây để em giới thiệu cho anh nhé. Từ ngày 15 tháng 10 năm 2021, tất cả các cửa hàng hệ thống của Petrolimex chấp nhận tất cả các hình thức thanh toán như thẻ quốc tế Visa, Mastercard, thẻ nội địa hệ thống NAPAT và thẻ đồng thương hiệu Petrolimex HD Bank, các ví điện tử xác thực qua mã QR code trong liên minh VNPay anh ạ. Ngoài ra, khi thanh toán qua Petrolimex ID, khách hàng còn được tích điểm và tham gia nhiều giải thưởng vô cùng hấp dẫn anh ạ. Khi đăng ký thành công Petrolimex ID, anh có thể dễ dàng tìm kiếm được tất cả các cửa hàng trên hệ thống của Petrolimex trên toàn quốc anh ạ. Để em gửi anh một bản này, rồi là em sẽ hướng dẫn anh nhé. Ok, em đăng ký luôn cho anh nhé. Dạ, em mời anh qua khu vực được sử dụng điện thoại, em sẽ hướng dẫn ạ. Ok em. Anh chỉ cần vào Zalo quét mã và điền thông tin cá nhân là được anh ạ. Ok em. Của anh thành công rồi đấy ạ. Ok em.
Anh thanh toán qua quét mã QR và tích điểm luôn giúp anh nhé. Dạ vâng ạ. Anh ơi, anh cho em xin số điện thoại để tích điểm ạ. Anh ơi, mã PLXID của anh có phải Nông Văn Hơn không ạ? Ờ đúng rồi. Anh ơi, của anh em tích điểm cho anh xong rồi đấy ạ. Anh còn lấy hóa đơn không ạ? Anh không. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Anh ơi, lần sau em mời anh lại ghé qua cửa hàng Petrolimex bên em để mua xăng anh nhá. Nhất định rồi, Petrolimex nhiều tiện ích thế này, lần sau anh lại đến. Anh chào em. Dạ, em chào anh ạ. Ừ, anh chào em. Bác ơi, của bác xong rồi đấy ạ, em mời bác xác nhận số máy ạ. Ờ, cái lái xe này. Dạ, của bác là xong, bác xong xiên ạ. À, 42.000 vào xe, còn 160.000 vào can ạ. Ồ, xong bác thì xong bác nữa về. Có mà. Chết rồi. Hôm qua cái thằng con nó đưa cho mình tờ 500 mà mình bỏ vào cái nải này. Hôm nay đi đâu rồi? Ối giời. Chết nó, không có tiền. Không thấy tiền thì lấy cái gì về trả tiền xăng bây giờ lỗ. Bác ơi, em thấy bác có cái thẻ ATM đấy, nếu mà trong thẻ còn tiền thì có thể thanh toán được rồi, không cần tiền mặt đâu ạ. Chị bảo cái thẻ này á? Vâng, chính cái này đây bác ạ, chỉ cần trong thẻ có tiền là có thể thanh toán được, không cần tiền mặt đâu ạ. Cái này thì còn tiền mà. Cái thằng con trai nó làm công ty ở Bắc Ninh nha. Nó bảo làm cho bố cái thẻ này, thỉnh thoảng đi nó gửi tiền về cho bố. Nhưng mà nó gửi về tôi có biết dùng đâu. Vậy, nhưng mà làm thế nào để lấy cái tiền trong này ra mới được ạ? Vâng, bác mang thẻ vào trong này em hướng dẫn ạ. Đây là hình thức trả qua thẻ bác nhé. Còn nếu bác có mã tích điểm thì em sẽ nhập số điện thoại. Còn nếu không thì thôi, ta bấm xác nhận sau đó nhập mã pin là thanh toán được rồi ạ. Ồ, chỉ đơn giản thế thôi á. Mã pin thì tôi làm được mà. Tưởng cái gì khó khăn chứ cái đấy thì được cơ. Mà này, cái mã pin ấy, cái thằng con trai nó bảo là phải bí mật mới được đấy. Nó bắt tôi học cả một ngày mới thuộc vơ. Thế chị cài cho tôi vào để tôi bấm cái mã pin cho. Bác nhập mã pin giúp em ạ. À, ban này trang đấy à. Như thế này được chưa hả chị? Vâng, được rồi đấy bác ạ. Bác có lấy hóa đơn không ạ? Ồ, lấy cái hóa đơn về làm cái gì ồ. Cái bà vợ ở nhà nó có thanh toán cho mình đâu mà lấy à. Cảm ơn chị vơ. Thế này là tốt lắm rồi đó. Không cầm tiền mặt là tốt rồi, không sợ rơi rồi. Thế chào chị nhá, tôi về đây. Vâng, em chào bác ạ. Lần sau bác lại ghé qua cửa hàng chúng em mua nhá. Nhằng phê hư đấy à. Petrolimex này là chuẩn mà, uy tín chất lượng đấy. Ờ, cảm ơn chị, chào chị nhá. Chi nhánh xăng dầu Lạng Sơn là đơn vị kinh doanh uy tín với đội ngũ công nhân viên nhiệt tình, chuyên nghiệp, cùng hệ thống bán lẻ xăng dầu, sản phẩm hóa dầu Petrolimex, luôn tự hào là đơn vị cung cấp những sản phẩm, dịch vụ tốt nhất, tiện ích nhất đến tay người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Xin trân trọng cảm ơn quý khách hàng đã luôn tin tưởng và đồng hành cùng Petrolimex.